quyết liệt, căng thẳng, đấu trí để trở thành người về đích đầu tiên là mong muốn chung của những người tham dự trong cuộc thi tranh tài. Bởi vì khi trở thành người chiến thắng, bạn được đứng trên đỉnh vinh quang, khoác lên mình những hào quang danh vọng, hưởng những đặc quyền mà chỉ duy nhất người chiến thắng mới có. Nhưng nếu ai cũng muốn mình là người về nhất thì người về nhì sẽ như thế nào? Và giả dụ trong trường hợp nếu phải về nhì, tức là chỉ đứng sau một ai đó, chúng ta sẽ có suy nghĩ ra sao? Đó cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Khi mà về nhì thì nhiều lúc mình cảm thấy rất là bực bội, tại vì nhiều lúc mình nghĩ là mình đã cố gắng hết sức của mình rồi mà tại sao kết quả lại không được như mong đợi. Đối với mình thì cái chuyện về nhì hay không về nhì thì đó không có quan trọng. Vì cái về nhì hay về nhất thì nó cũng là một cái sự thành công. Đó là tâm lý của khán giả khi họ được đặt vào vị trí là người về nhì. Bác Niên thì nghĩ là không phải ai cũng chăm chăm vào khía cạnh thất bại khi mà mình là người về nhì đâu, mà còn có rất là nhiều người lạc quan. Minh chứng cho điều này, ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Bác Niên gặp gỡ với một chàng trai rất là đáng yêu và rất là năng động. Và dĩ nhiên là anh chàng này cũng là người về nhì trong một cuộc thi. Sau cuộc thi Việt Nam Idol năm 2008, với vị trí Á quân là người về nhì thì cuộc sống của bạn có thay đổi như thế nào? Bởi vì xuất thân là một chàng trai quê mùa ở dưới tỉnh á, chưa bao giờ mình dám mơ là mình sẽ có ngày trở thành một ca sĩ. Khi mà cuộc thi Việt Nam Idol đến Việt Nam thì Thanh Duy đăng ký tham gia và được may mắn nhận được giải nhì. Giải thưởng á, nhiều khi nó cũng không có quan trọng bằng cái việc là mình đã ghi lại cái dấu ấn gì trong lòng khán giả đâu. Thì với Thanh Duy nghĩ là tuy là Thanh Duy chỉ ở giải nhì thôi, nhưng mà Thanh Duy đã có được một cái dấu ấn với khán giả, đó là một cái anh chàng lúc nào cũng hay cười và lúc nào cũng hát những ca khúc mang nhiều năng lượng và truyền năng lượng đó cho tất cả mọi người. Bạn có biết Văn Mai Hương được biết đến khi về nhì trong cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol năm 2010. So với quán quân ca sĩ Uyên Linh, Văn Mai Hương đã có những thành công hơn hẳn trên thị trường âm nhạc gần đây. Ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi về nhì sau Quang Anh trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2013. Nhưng đã trở thành chị bảy trong lòng khán giả yêu nhạc dân ca. Mỹ Chi oanh tạc chương trình bài hát yêu thích với ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ và album mới Quê Em Mùa Nước Lũ được đón nhận ngoài mong đợi. Tuy chỉ đoạt Á Hậu 1 tại cuộc thi Hoa Hậu Các Dân Tộc Việt Nam 2007, nhưng Trương Thị Mây có hoạt động nghệ thuật sôi nổi, trở thành người mẫu và diễn viên nổi tiếng. Trong khi đó, ngôi vị Hoa Hậu cuộc thi này là Nguyễn Thị Hoàng Nhung dường như mất hút. Bạn có thể chia sẻ một chút về tâm trạng của người về nhì khi mà chúng ta phải đứng sau một ai đó? Trong một cuộc thi mà đã vô được tới vòng chung kết rồi thì ai cũng muốn mình được giải nhất hết trơn á. Ai muốn mình giải nhì bao giờ, đúng không? Nên lúc nào mình cũng muốn là mình ở vị trí cao nhất. Nhưng mà khi mà được ở vị trí thứ hai thì nói chung là nếu mà nói mà không buồn á thì là nó xạo. Duy thì giải nhì á, đó chỉ là một cái sự khởi đầu thôi. Kết thúc một cuộc thi nó chỉ là một cái sự khởi đầu trong cái công việc hiện tiếp theo của mình, thì làm sao để mà sau cuộc thi đó thì mình phải làm những gì, mình phải làm cái gì để mà mình tiếp tục cái con đường mình đang bắt đầu đó. Kết thúc cuộc thi nó là mở đầu cho một cái quãng đường dài sau đó nữa. Khi mà kết quả mà biết được chúng ta là người về nhì rồi á, thì một số người á họ lại tỏ ra một số hành động như là không khâm phục và tìm mọi cách để chứng tỏ cho mọi người rằng người chiến thắng không xứng đáng. Với Thanh Duy, cái cách mà để gọi là phục thù á hay nhất đó là phải cố gắng và làm như thế nào để khán giả nhớ mình, thương mình, ủng hộ cho con đường sự nghiệp của mình và những cái sản phẩm của mình ra sau này nó phải hay, nó phải như thế nào đó để mà chứng tỏ là tuy tôi về nhì nhưng mà tôi vẫn có khả năng, không có nghĩa là tôi là một người yếu kém. Nhưng mà còn cái việc mà khi mà mình về nhì rồi mình tìm cách mình hại bằng giải nhất, tìm mọi cách để mà làm cho người ta nghĩ xấu về bạn đó, hay là mình nói xấu bạn đó, thì mình nói xấu người ta thì đầu tiên người ta nghĩ xấu về mình trước rồi đó. Nói chung là để cạnh tranh, phải cạnh tranh bằng công việc, những cái nỗ lực của mình nhiều hơn. Cái người về nhất thì ban đầu thì mình cũng nói chung là có một chút ghen tị nhưng mà từ cái ghen tị đó là cái động lực cho mình phải cố gắng những lần sau. Nếu mà người về nhất mà người ta thực sự mà giỏi hơn mình và đạt được cái điều đó thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Còn nếu mà thực sự bạn đó mà vì may mắn mới đạt được điều đó thôi thì mình cảm thấy không có khâm phục.
Có nhiều người vì sự ứng xử không đúng khi về nhì đã gây nên những cơn bão từ dư luận. Không bằng lòng với danh hiệu Người đẹp hình thể do ban tổ chức Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014 trao tặng, thí sinh Trần Ngọc Bích đã từ chối giải thưởng vì cho rằng cô xứng đáng với danh hiệu cao hơn vì những gì cô đã thể hiện trong cuộc thi. Và cách ứng xử trên đã nhận được chỉ trích gay gắt từ khán giả. Đối với Thanh Duy là người trong cuộc thì bạn sẽ cư xử như thế nào? Thanh Duy thấy là với một cuộc thi á, thì cái việc mà về nhì về nhất á, nó giống như là cái duyên nợ vậy. Thực tế thì người về nhất thì họ phải như thế nào thì họ mới về nhất được. Họ phải có tài năng, họ phải có một cái yếu tố nào đó mà nó hơn cái người về nhì. Người về nhì cũng có thể có tài năng, cũng giỏi, nhưng mà bạn đó không hợp với tiêu chí của một cuộc thi. Thanh Duy nghĩ là cái việc mà giải nhất hay giải nhì thì nó hoàn toàn là ngoài cái khả năng, ngoài cái tài năng của những người tham dự cuộc thi đó, thì nó còn là do yếu tố may mắn. Việc mình sống như thế nào với mọi người nó quan trọng và nó quyết định tới cái sự thành công của bạn nhiều hơn. Thanh Duy có lời khuyên nào dành cho những người về sau để họ có thể luôn luôn tự tin và khẳng định được mình? Thái độ sống tích cực của những người về nhì. Khi mà bạn giải nhì thì chắc chắn sẽ có những người vào hỏi thăm bạn hay là an ủi bạn. Thì nếu là một người sống lạc quan thì những người thì bạn này sẽ vui vẻ và nghĩ đây là một mở đầu mới. Còn với những bạn bi quan thì lúc nào bạn cũng sẽ giữ một cái thái độ rất là tiêu cực. Ôi tôi thua cuộc rồi, tôi hết thời rồi, tôi không biết làm gì, thì tôi không biết phải làm gì nữa. Thì đó là một cái lối suy nghĩ rất là tiêu cực. Và khi một người khác nhìn thấy bạn cứ mãi mãi tiêu cực như vậy thì sẽ dẫn tới cái việc là họ không muốn nói gì nữa. Với một cuộc thi thì đó chỉ là một cái cột mốc nào đó ở trong một cái cuộc đời rất dài của một con người. Bạn kết thúc cuộc thi này với vị trí giải nhì nhưng không có nghĩa là bạn bước qua cánh cửa đó mà bạn thua cuộc. Mà đó sẽ là một cái bàn đạp, nó sẽ là một cái động lực để cho bạn bước tiếp cái con đường của bạn đi theo một cách ngẩng cao đầu và nói tôi tài năng và tôi xứng đáng với những điều đó. Quả thật là ngày hôm nay thì có một cuộc trò chuyện cùng với Thanh Duy thì rất là vui. Cảm ơn Duy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, quả thật là kết quả của một cuộc thi thì rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đã khám phá được gì từ bản thân của mình sau cuộc thi này và từ đó xây dựng được một hình ảnh đẹp hơn trong mắt mọi người. Nên đối diện một cách tỉnh táo, sẵn sàng đón nhận thất bại thì bạn cũng đã là người chiến thắng. Nên nhìn nhận khách quan về thất bại để biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Luôn thân thiện và nhiệt tình cộng tác khi có cơ hội. Không nên đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình vì điều đó làm hình ảnh càng xấu hơn. Không nên nói xấu về người chiến thắng vì điều này vô tình khiến hình ảnh thua cuộc càng rõ ràng hơn. Thất bại là mẹ thành công. Đúng là sau mỗi lần thất bại thì chúng ta càng hiểu rõ bản thân mình hơn và từ đó có thể tự điều chỉnh và tìm được hướng đi đúng đắn. Hy vọng là chủ đề ngày hôm nay cũng đã truyền tải được thông điệp này đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho những thông tin giải trí nổi bật. Im lặng để yêu của Ray Đoàn Huy là tác phẩm gồm những câu chuyện về cuộc sống, suy nghĩ của giới trẻ về tình yêu, mà nhân vật chính lại là biểu tượng sắc đẹp Marilyn Monroe. Sách bao gồm 10 truyện ngắn nói về cuộc sống, suy nghĩ của những người trẻ về tình yêu. Những câu chuyện trong Im lặng để yêu đều xoay quanh nhân vật chủ đạo là Marilyn Monroe, người phụ nữ huyền thoại đóng vai trò thần Cupid kết nối yêu thương tuổi trẻ. Những người trẻ đôi khi yêu mãnh liệt một cách mù quáng, đôi khi họ lại đầy toan tính và đôi khi bản thân cũng chấp nhận im lặng để giữ cho tình yêu của mình luôn được nung nấu tồn tại, dù chỉ từ một phía. Sách được nhà xuất bản Văn học phát hành. Với bầu trời nhìn ngược lại dành cho những ai đã, đang và sắp đi qua lứa tuổi ô mai, những rung động đầu đời nhẹ nhàng nhưng ngọt liệm một thời yêu thương thì thầm cùng cây cỏ. Thông qua những truyện ngắn, sách đã gọi tên những dư vị cảm xúc trong tình yêu tuổi học trò. Đó có thể là những tình cảm đốn nhẹ đủ để ta nhận ra trái tim mình vừa lỗi một nhịp, là chiếc kẹo chúc chúc ngọt ngào tặng nhau buổi tan trường, cậu ấy nhét vào tay bạn rồi vù chạy hòa vào đám đông. Thứ tình cảm lơ lửng nhưng khiến đôi má hồng rực, trái tim đập nhanh hơn khi ta nhìn thấy người ấy. Đó là những cảm xúc hồn nhiên trong trẻo của lứa tuổi mới biết thổn thức theo từng nhịp đập trái tim. Tuyển tập Bầu trời nhìn ngược với 14 truyện ngắn miêu tả đa dạng những cung bậc sắc thái tình cảm như thế của tuổi học trò. Sách của tác giả May do nhà xuất bản Văn học phát hành.